ơn quý vị rất là nhiều. Em nói thầy cũng cao cho em cái này, thầy cao cho em cái nữa. Em rất là vui và không biết nói gì hết trơn á. Em thật sự có cái gì cũng dở, diễn cũng tệ, MC cũng dở, hát thì còn dở nữa. Nhưng mà khán giả yêu thương em không biết làm sao. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn mọi người bên cạnh. Chưa hết bao nhiêu à, bây giờ Trường Giang sẽ làm cái điều này. Và điều này thì Giang sẽ làm một lần trong đời mà thôi, sẽ không có lần thứ hai. Hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất.